giải V-League là hết sức quan trọng. V-League không tốt làm sao có đội tuyển tốt được. Bây giờ là World Cup, là dòng loại là chúng ta đang có cơ hội lớn nhất từ xưa đến giờ. Còn AFF Cup thì chúng ta biết là đây là một cái giải bóng đá của khu vực, nó không thuộc trong cái giải bóng đá của FIFA. Không thể nào mà hai giải mà anh có thể tập trung một cái mục tiêu mà anh có thể đội tuyển quốc gia là tập trung hai giải được. Cái đó nó rất là khó, mà nó gọi là bất khả thi. Thì tôi cho rằng là đối với đội tuyển quốc gia đó thì phải xác định rõ. Bây giờ là World Cup, là dòng loại là chúng ta đang có cơ hội lớn nhất từ xưa đến giờ. Tại vì tôi đã từng làm đội tuyển tôi hiểu. Như vậy thì không thể nào mà hai giải mà anh có thể tập trung một cái mục tiêu mà anh có thể đội tuyển quốc gia là tập trung hai giải được. Cái đó nó rất là khó, mà nó gọi là bất khả thi. Như vậy thì AFF Cup thì phải xem lại. Thì phải có cái xem lại, và thậm chí phải có cái việc bàn với Hội đồng bóng đá Đông Nam Á để xem lại cái AFF Cup này nó như thế nào. Cần thiết chúng ta di mùa dịch chúng ta có thể cử đội 21, đội 23 thì được, cái đó là thuộc về VFF. Còn đối với World Cup là chúng ta tập trung một giải. Như vậy là khi chúng ta tập trung, đội tuyển chỉ tập trung giải World Cup thì lúc đó giải V-League có thể kéo dài đến tới gần Noel luôn. Ví dụ 24 tháng 12 là Noel, tôi đá đến 20 là tôi ngừng. Như vậy là chúng ta thấy là chất lượng trận đấu là cứ một tuần trận. Như vậy là sao? Chất lượng giải đấu nó tốt. Cái thứ hai là cầu thủ không dẫn đến chấn thương. Nếu mà anh tổ chức cái kiểu kia 4 ngày, 5 ngày là chấn thương, mà cầu thủ không dẫn đến chấn thương thì làm sao cống hiến cho đội tuyển được. Như vậy chúng ta phải biết hy sinh. Còn AFF Cup thì chúng ta biết là đây là một cái giải bóng đá của khu vực, nó không thuộc trong cái giải bóng đá của FIFA. Bây giờ đặt thí dụ như một đội bóng nào đó người ta có cầu thủ, người ta lấy dựa vào lý do người ta không thả cầu thủ thì sao? Anh đâu có quyền. Như vậy là nếu anh không biết hy sinh một giải đấu thì anh sẽ hư hết cái chuyện. Mà tôi cho rằng là giải V-League là hết sức quan trọng. Đến lúc này đây, nếu anh muốn các ông bầu, anh muốn các nhà đầu tư vào đới đội bóng phải còn cái lòng nhiệt huyết á, là anh phải tổ chức giải V-League cho nó tốt. Thương hiệu V-League nó tốt lắm. Còn nếu mà mình cứ tổ chức những giải đấu vậy thì các nhà tài trợ người ta sẽ không thích. Như vậy thì anh làm cho cái lòng nhiệt huyết của ông bầu và những nhà đầu tư người ta chạy. Vậy thì làm sao mà anh có thể có một cái hướng dài bền vững để anh xây dựng một cái câu lạc bộ để mà anh kiếm tiền nuôi nó được. Thì từ bắt đầu mà các ông bầu, các nhà đầu tư với điều kiện tình hình khó khăn sau Covid này sẽ khủng hoảng kinh tế nữa, thì các ông bầu, các nhà đầu tư bắt đầu người ta thấy là không, người ta chơi một cái giải đấu mà nó không có hay nữa thì người ta sẽ bỏ chạy, mà ta bỏ chạy là bóng đá mình mệt. Thì lúc đó V-League không tốt làm sao có đội tuyển tốt được.